Ngày 12 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1988, ngụ xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 1 tháng 3, nhận tin báo của người dân cung cấp trên tuyến đường nông thôn thuộc xã Tân Lâm, huyện Long Hồ, có đối tượng đi trên xe mô tô biển số 51B39536 có biểu hiện nghi vấn tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy, nên lực lượng công an tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thanh Tùng cất giấu một bịch ni lông bên trong có chứa nhiều tinh thể rắn nghi là chất ma túy. Qua giám định, tinh thể trên là chất ma túy có trọng lượng 0,1684g. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận số ma túy trên được mua tại khu vực chợ Vũng Liêm với giá 200.000 đồng để mang về sử dụng. Trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.